Dạ, thưa ông chủ, tôi đến đón cậu Tùng. Nhưng cậu anh ta nói anh ta đã lên phòng nghiên cứu từ sáng. Có thể tụi báo đen đã phát hiện ra thằng Tùng và bắt cậu ta. Mấy người là ai? Mày đã tới đây rồi mà còn hỏi cái câu hỏi ngu ngốc đó làm cái gì? Đánh cho tới khi nào nó khai ra thì thôi. Sao tụi nó lại bắt anh ấy? Có thể tụi báo đen đã phát hiện ra Tùng thường xuyên tới đây, và cũng có thể nó phát hiện ra Tùng có thể liên quan tới cậu, cho nên đã bắt cậu ta nhằm uy hiếp để biết cậu ở đâu. Vậy bây giờ phải làm sao? Hiện tại bây giờ vẫn chưa biết chính xác là Tùng có bị bắt đi hay không. Nhưng mà nếu để kéo dài thêm thời gian, có thể thân xác Tùng sẽ gặp nguy hiểm. Tụi nó có thể tra tấn, hoặc là Tùng bị giết. Vậy bây giờ báo công an đi. Không được, chuyện này chưa thể báo công an được. Rồi anh ta bị giết, sao mà tôi trở về được? Phải làm sao đi chứ? Hay là ông mướn nhân hồ cứu anh ấy đi. Làm như vậy chỉ khiến cho Tùng bị nguy hiểm hơn thôi. Cái gì cũng không được. Vậy bây giờ phải làm sao? Chỉ còn một cách. Cách gì? Cậu phải lộ diện. Ông giữ mặt hả? Tôi không có ngu đâu. Ông dẫn tôi đem đi trao đổi đúng không? Không phải là trao đổi. Tôi chỉ cần cố tình đưa cậu lộ diện thì tụi nó sẽ biết cậu đã trở về. Tụi nó sẽ thả Tùng ra. Không có được. Tôi không có làm như vậy đâu. Nè, Tùng có thể bị tra tấn nguy hiểm tới tính mạng đó, và thậm chí bị giết nữa. Còn nữa, tụi nó có thể uy hiếp tới tính mạng người thân của cậu nữa. Cậu chị sao? Cậu tôi, ông đưa họ tới đây đi. Lẹ lên. Mọi chuyện rắc rối hơn là cậu nghĩ đó. Cậu nghĩ đi, cậu sẽ giải thích với họ như thế nào đây? Cho nên chỉ còn duy nhất một cách đó thôi. Nhưng tôi lộ mặt, lỡ bị giết thì sao? Tôi không có muốn chết đâu. Tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho cậu. Tính mạng của hai người đã liên quan tới nhau, cho nên bắt buộc phải cứu lẫn nhau. Nếu như một trong hai người chết thì người còn lại sẽ không bao giờ quay lại được với thân xác của mình. Cậu cũng không muốn điều đó xảy ra mà đúng không? Mấy người muốn gì đây? Thằng Nhật nó đang ở đâu? Thằng Nhật nào? Tôi không biết. Tôi mới coi thằng nhãi đen này, nó đang đóng kịch kìa. Tôi không biết Nhật là ai hết á. Vậy thì tại sao mày lại lảng vảng ở khu đó? Tôi là thợ làm giường thì phải làm ở đó thôi. Mày nghĩ đây là phim hả? Không tin. Thì ông cho người tới xem, hỏi đi. Mày định giăng bẫy tụi tao hả? Tôi nói thiệt mà. Cứng đầu hả mày? Đại ca, nó bất tỉnh rồi, giờ tính sao? Dội nước rồi đánh tiếp cho tao. Dạ. Alo. Đại ca, đã thấy thằng Nhật xuất hiện cùng ông già đó. Ở đâu? Hắn đang ở trên xe ô tô di chuyển trên đường Trần Khắc Dân. Tao tới liền, bám chặt nó cho tao. Dạ. Đừng có để mất dấu đó. Đi. Đi đâu đây ca? Đi bắt thằng nhãi đó. Còn này tính sao? Thả nó đi. Tao nói cho mày biết, nếu mà mày dám khai nửa lời, tao cắt cổ mày như chứ mày. Đi chưa?